bạn đang sợ hãi, không được gây minh trong những ngày Tết này. Bạn đang buồn phiền vì đêm giao thừa không được bắn với anh em thì đừng lo nhá. Hacom chúng tôi có giải pháp dành cho bạn. Và hãy cùng thử build cái giải pháp này lên xem thế nào nhá. Các bạn đã biết gì chưa? Hacom mở cửa xuyên Tết từ 21 tháng 1 tới 25 tháng 1, tức từ 30 Tết đến mùng 4 Tết âm lịch tại Hacom Đống Đa và Hacom quận 7. Đặc biệt, Hacom còn có khuyến mãi giảm 10% toàn bộ các sản phẩm PC, laptop, gaming gear từ 2 triệu đồng. Hacom xin kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Rồi, thì tại sao chúng ta lại cần build một chiếc máy tính gọi là đem đi lại được? Bởi vì đơn giản là ví dụ như anh em về quê thì làm gì có máy tính đúng không? Giờ đấy thì cũng chả có nét nào mở cửa cả. Thế nên là muốn chơi game thì cũng rất là khó. Mà mua một chiếc laptop, bởi tự dưng bây giờ mua một chiếc laptop thì nó hơi buồn cười đúng không ạ? Anh em vẫn muốn có một chiếc máy tính bàn có thể sử dụng được dù là ở nhà hay dù đem đi đâu, và nó có một cái sức mạnh và hiệu năng ok. Thì phải làm như nào nhỉ? Tất nhiên là chúng ta phải đem một chiếc máy tính portable rồi đúng không? Thì làm sao để có một chiếc máy tính có thể đem đi lại được? Thứ nhất, chúng ta sẽ phải có một cái vỏ cây. Có hai yếu tố. Một là nó có thể là nhỏ, dễ dàng đút vào ba lô. Hai là nó có đeo đai này, có cái đai đây này để anh em có thể dễ dàng cầm đi cầm lại được. Đó là chính là chiếc Zonbo T8 Plus anh em nhé. Thì trong một chiếc vỏ cây như này sẽ yêu cầu một chiếc main ITX. Và mình đã lựa chọn đây, đó chính là chiếc main đây H610i đến từ Asus, là chiếc H610i Prime. Về yếu tố đầu tiên thì tại sao mình lại chọn em main này? Đơn giản, em main này là một em main cực kỳ là rẻ luôn. Một chiếc main ITX nhưng mà lại có giá chỉ có hơn 2 triệu một tí. Với những em main ITX thế hệ 13 ấy, thì nó sẽ bắt buộc thế hệ 12, thế hệ 13 thì bắt buộc phải trên 5 triệu cơ. Còn đây này thì cực kỳ là rẻ, rất hấp dẫn. Trên này đây thì sẽ có tổng cộng là hai thanh DDR4, chỉ có hai thanh thôi, hai khe thôi. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có 4 cổng SATA này, USB 3.0 này, PCIe này. Cổng USB thì cũng hơi thiếu, 1, 2, 3, 4, 4 cổng thôi, hơi ít. Nhưng mà mình nghĩ rằng vẫn đáp ứng đủ được cái nhu cầu sử dụng cơ bản cho thế hệ 13 của chúng ta. Về thế hệ 13 chúng ta sẽ có, đó chính là chiếc CPU i3-12100. Em này thì là 4x8 luồng, hiệu năng đơn nhân đa nhân đều rất là ok. Làm việc thì cũng khá là ổn, chơi game thì quá tuyệt vời luôn, rất là phù hợp với cả bộ máy của chúng ta. Về tiếp theo nữa, thì vì chiếc CPU i3-12100 chúng ta khá là mát, có thể gọi là thế, thế nên là mình sẽ không dùng gì ngoài tản stock cả. Đó chính là chiếc tản stock của Intel, phiên bản màu rất là đẹp, rất là xịn đây. Sẽ có một cái lõi đồng ở giữa này, không biết là lõi đồng hay không, nhưng mà nói chung là có một cái cục đồng nhỏ nhỏ ở đây. Và sẽ còn một tí nhôm trên này, còn tất cả khu vực này là nhựa thôi. Mình sẽ dùng đây là kem mới X4 anh em nhé, cho nó xịn xò một tí. Với thế hệ 13 này thì nhiều người sử dụng dọc, nhưng mà mình chỉ cần cho một đúng một đốt ở giữa thôi, vừa phải thôi. Cái quan trọng không phải là cái hình gì, mà quan trọng là số lượng như nào, bao nhiêu phải không? Rồi tiếp theo nữa thì về RAM. RAM thì chúng ta có một option RAM cực kỳ là rẻ thôi, xuất hiện rất nhiều rồi, đó chính là RAM XPG Weibo. Em RAM này thì là 2 thanh 8GB, tức là 1 GB 16, với bus là 3600, hard latency là 18, tức là cũng vừa đủ và khá ổn thôi. Em này thì cứ bật XMP lên là chạy tẹt ga, không vấn đề gì cả đâu anh em nhá. Lúc lắp em này vào thì cũng có hơi một chút lo sợ, bởi vì nếu mà anh em nhìn ấy thì cái tản nhiệt của Intel này nó sẽ hơi có một tí kiểu lòi lòi sang bên thanh RAM, khiến cho mình cảm thấy như kiểu là thanh RAM nó bị bẻ sang một tẹo ấy. Nhưng mà không sao, lắp vẫn được anh em ạ. RAM rỡ đã xong, đã mọi thứ đã vào lỗ. Thì tiếp theo nữa, những cái gì còn lại trên này, đó chính là một chiếc ổ cứng. Thì mình đã gắn trước ở đây một cái quick release của Asus rồi. Nhưng mà chiếc mainboard này không tặng kèm đâu anh em nhá. Đây là mình dùng của một con mê khác đấy, để cho mình có thể dễ dàng lấy SSD các thứ kiểu ra. Còn sẽ có một khe SSD M2 ở đây. Đây chỉ là Gen 3 thôi, thế nên là mình chọn đó chính là chiếc XPG GameX S11 Pro. Đây là một trong những chiếc có hiệu năng cao, trên giá điện tốt và sẽ đốt game cực kỳ là nhanh. Tuy chỉ là Gen 3 thôi nhưng mà tốc độ của mình thì cũng khá là ổn đấy trong bài test của mình. Em này thì nhìn trông cũng được cái là có cái giáp rất là đẹp luôn, nhìn trông rất sành điệu đúng không anh em? Vậy là có thể nói là một nửa bộ máy đã hoàn thiện rồi. Bây giờ chỉ còn có công việc đó chính là mở vỏ cây này, gắn nguồn và gắn cả thôi là chúng ta có thể chơi game được rồi. Thì đây là vỏ cây của chúng ta. Chiếc vỏ cây T8, Zonbo T8 Plus. Chiếc vỏ cây này thì chúng ta sẽ có này, đấy, như mình đã thấy đúng không? Anh em thấy đúng không? Nó là một cái vỏ cây hình hộp và nó sẽ chứa được một main ITX này, cạp màn hình 270mm này và một chiếc nguồn ATX nữa. Thế nên là những cái đồ mà mình đã chọn đây đều rất phù hợp nhá. Em vỏ cây này thì đúng là nhỏ nhẹ và cái quan trọng nó được có cái quai anh em ạ. Cái quan trọng là như thế. Chứ nếu mà nó không có quai thì mình cũng không chọn đâu. Mình thà mình chọn mấy em vỏ cây trên Shopee hơn. Ví dụ như là mấy em SGPC cái gì ấy, K39. Mấy em đấy thì quá là mỏng nhẹ và nhỏ gọn luôn. Ây da. Ây da. Ui trời. Trong vỏ cây chúng ta sẽ được cái gì? Một hướng dẫn sử dụng có cả tiếng England. Ok. Tiếp theo nữa là một hộp
đồ sẽ có trong này sẽ có gì? À, ốc, dây thít và bracket để đổi sang có vẻ à không, bracket để chứa SSD hay là HDD anh em ạ? Đoán là như thế, mình đoán là như thế. À đâu, chứa SSD. À 2.5 inch ấy. Chứ em này trong này thì không chứa được 3.5 đâu, bởi vì nó to quá. Mở phát xem nào. Đây, em này thì cái tay cầm đã được cầm sẵn rồi, được gắn sẵn rồi. Zumbo gắn trước luôn rồi, cho nên anh em không cần phải gắn gì cả. Có mấy cái mẫu cây của Zumbo ấy là họ yêu cầu anh em phải tự gắn tay này, tự gắn hông này, tự gắn chân này. Còn em T này thì đã được gắn trước rồi, nên không phải lo lắng gì hết nhá. Đấy, rất là sành điệu đúng không? Quả tay này không phải quả tay nhựa nhá, đây là quả tay được CNC nhá. Cầm rất thích, rất sướng, đây là kim loại hết đấy nhá, chứ không phải là nhựa nhủng gì đâu. Trời ơi, nhìn nó sành điệu như này. Đằng trước thì sẽ có nút nguồn này, cổng USB Type-C này với cả một cổng 3.0. Và Type-C đây thì là Type-C Fake. Đúng rồi, Type-C Fake anh em ạ. Tức là nó sử dụng cái 3.0 thường thôi. Còn cái format thì là format Type-C. Nhưng mà thế cũng hay, bởi vì lâu lâu anh em cũng đâu có những cái thiết bị Type-C tốc độ cao đâu đúng không? Nên là dùng một con như này là quá hợp lý rồi, không cần phải lăng nhăng nhiều chuyện. Em này thì không biết là có mở được nắp hông không, nhưng mà theo như mình nhìn những cái giây phút đầu tiên mình được ngắm nhìn em ấy thì có vẻ như là không. Đây là cái gọi là một cái giết chết thiết kế của Zumbo, là họ không thể nào mà họ gỡ được cái tấm hông đằng sau. Họ không có cái phần, ví dụ như các vỏ cây sẽ có phần mỏng mỏng ở đây này để anh em đi dây, nhưng tất cả những em Zumbo kiểu ngày xưa ấy nó đều không có, hoặc là những cái có ấy thì nó cũng rất là tồi. Để lý do sao mà anh Kiên luôn luôn chửi và là muốn đổi vỏ cây, đơn giản là vì như thế đấy anh em ạ. Bây giờ thì gắn khiên này và cho máy vào thôi. Có nên gắn vào trước không nhỉ? Chúng hơi sợ. Em này thì được tặng kèm sẵn một cái quạt anh em ạ, nên là cũng được tăng airflow. Nhưng mà tí nữa mình cũng sẽ gắn thêm quạt nữa để cho nó tăng airflow gấp đôi lên. Rồi, đã lắp xong rồi. Bây giờ gắn cái đầu fan của CPU vào phát. À, gắn đầu fan của vỏ cây vào phát. Ấy chà. Đấy, nhìn trông đã thấy cute đáng yêu chưa? Rất hấp dẫn, rất đẹp đúng không ạ? Đằng sau này rất ok luôn này. Nhìn trông cũng ok đấy. Nhưng mà bây giờ là phải lắp thêm nguồn anh em ạ. À, lắp front panel đã xong rồi, lắp thêm nguồn. À, nói chung là cũng hơi chật chội một tí. Và hy vọng là sẽ lắp được đầy đủ anh em nhá. Rồi, front panel thì là xong. Thì bây giờ muốn gắn nguồn ấy thì nó lại cũng hơi có điều, một vài điều quan ngại tí. Là đầu tiên anh em phải gỡ cái này ra. Nó sẽ có một cái khối nguồn riêng, tức là anh em sẽ có thể dễ dàng gỡ. Nhưng mà mình nhìn thấy nó bị bé quá ấy, size nó bị nhỏ quá ấy, nên là mình cũng hơi lo. Đây là cái bracket nguồn này. Đấy, đây là cho một chiếc nguồn ATX. Thì nguồn của mình có ở đây đó chính là chiếc nguồn MWE750V2. Em này thì là nếu mà tốt hơn thì anh em nên mua loại có dây custom. Nhưng mà em này cũng là một em nguồn khá rẻ trong tầm giá chung chung thôi. Thế nên là khiến cho chúng ta có một cái nguồn dây nguồn như này, nguồn liền như này. Liền này không liền thường, nó còn liền nguyên khối luôn anh em nhá. Liền không gọi là semi module nhá, mà là nguồn chính liền luôn, không có tí gì cả. Thực ra với một em cấu hình như này ấy, thì một em nguồn 750 là hơi nhiều, nó thật là hơi thừa đấy. Nhưng mà ấy 750 thì như anh em thấy ở trên những cái hộp này nó sẽ ghi là 750 khoảng tầm 350-300 là sẽ rất hợp lý với cả chiếc nguồn, nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất đúng với cả cái 80V của nó này. Thế nhưng mà một điều như thế, nhưng mà điều thứ hai đó chính là nếu mà sau này anh em nâng cấp thì chiếc nguồn này vẫn có thể sử dụng được thoải mái, bởi vì là 750 mà bây giờ anh em cắm cả 3080 vẫn có thể cân được. Mình đảm bảo luôn là vẫn có thể cân được, hiếm khi nào mà có thể khó lắm, trừ khi mà anh em kiểu full load cả CPU lẫn cả cảm hình ấy thì mới gặp những trường hợp như kiểu sau thôi. Còn đa số anh em chỉ hoặc là full load CPU hoặc là full load cảm hình, thế nên là những chiếc nguồn như này là quá hợp lý anh em nhá. Đây, thế thì mình phải lắp như này anh em ạ. Bởi vì nhá, cái gông nó sẽ là như này, tức là nếu mà mình để nguồn ấy thì nó sẽ để nguồn như này này. Đấy, thế nên là bây giờ mình làm thế nào? Không, nó sẽ úp ngược như thế này. Đây, nó sẽ làm. Bây giờ mình phải làm thế nào để dây nguồn, cái dây điện này nó sẽ phải ra đằng này, nó sẽ ra đằng này và cái nguồn ra đằng này. Thế tức là cái nguồn phải úp về hướng này, cái quạt phải hướng về hướng này thì nó mới có thể chạy được. Bởi vì nếu không nó sẽ hút cái phần cháo cái khỉ gì đấy cả. Thì làm sao mà cái nguồn có thể tản nhiệt được đúng không? Nên bây giờ mình phải xoay như thế này. Đấy. Và lắp như này. Hy vọng là một lần xoáy của mình đã đúng. Rồi. Lắp nguồn đã xong. Nhưng mà còn một câu chuyện nữa là nếu mà bây giờ anh em không lắp cái dây này vào này, cái dây ở đây này, thì thôi. À, và một điều nữa là anh em phải bật trước đi.
Đấy, chứ không nếu mà anh không lắp dây cộng với cả bật ấy thì tí nữa anh em bật bằng máy cũng không được, và anh em sẽ phải gỡ cả cạp mình lẫn cả nguồn ra thì mới bật được máy. Mệt không? Quá mệt luôn rồi chứ. Thế nên là giờ mình đã nhắc cho anh em rồi, anh em nhớ làm nhá. Rồi bây giờ cắn dây vào này. Cắn dây. Ok. Xoay nguồn cho vô. Em còn dây dài ấy. Nghe vậy hơi bất khả thi nha. Cố đút kiểu gì cũng vừa. Rồi, ok. Ô không ok lắm. Cái con dây 3.0 này đang hơi bị chật trội. Rồi, chật ra tạm vậy. Cắm nó lại không thích vào này. Ôi, ui xổ ôi. Máy ấy, tự dưng thế nào nó tọt vào luôn. Tuyệt vời. Hay là vẫn lệch nhỉ? Ừ, vẫn lệch. Chưa tọt anh em ơi, chưa tọt. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Bây giờ chiếu flat bang, có flat bang không anh ơi? Đây rồi. Trời ơi. Đây, em cảm ơn quả flat của anh. Xoáy vô à. Lock and lock luôn. Đấy, khỏi phải đi đâu luôn. Thế là đã lắp xong được nguồn rồi anh em ơi. Lắp xong được nguồn rồi. Nhưng mà bây giờ hơi sợ nhở. Bởi vì là bây giờ thì cái cạc của mình khá dài. Thế mình biết là 240. Mà con này hỗ trợ 270. Tức là nó cho 3cm. 3cm là một khoảng ngắn tí này. Mà dây nguồn mình thì siêu to khổng lồ luôn. Thôi mình bây giờ mình cứ thử gắn xem như thế nào nhá. Gắn dây nguồn các kiểu đó. Quá ngại quá. Hơi nguy hiểm. Này, cho nó lòng thòng xuống đây đã. Đi dây tạm qua đã. Bởi vì này, lý do sao mà mình bảo là anh em mua y tích ấy, nên mua một con nguồn custom, một con nguồn modular. Bởi vì anh em nhìn này, có một đống dây mà mình không bao giờ dùng tới. Mà mình cũng cắt nó đi được. Ê, đây là đang hơi đau đầu đây. Rồi bây giờ cứ gắn dây CPU ấy đã, xem câu chuyện như nào. Rồi, dây CPU à. Có cái thiết kế không được thông minh lắm nhỉ. Rồi, dây nguồn CPU đã xuôi. Bây giờ thì dây nguồn mainboard. Ôi trời ơi, lắp này lắp cái gì phải gỡ ra. Nhiều khi phải bỏ cái quạt trên đi, nhưng mà bây giờ không bỏ nữa rồi, bởi vì lắp main rồi anh em ạ. Anh em phải hiểu là bây giờ nhìn vào trong cái vỏ cây này mới thấy rằng là Zonbo họ đã trưởng thành như nào. Vì đúng là ngày trước Zonbo vỏ cây của họ chán thật. Rất là đều. Bây giờ thì lắp thử cái cạp màn hình vào xong rồi mình thử đi dây nhá. Chiếc 3060GB. Em này thì là 2 fan. Độ dài của nó là 247mm. Tức là 24,7cm đây anh em ạ. Thì cũng không biết là nó có vừa không. Theo như mình thấy thì về kích cỡ không ấy thì nó vừa. Nhưng mà đấy là trong tình huống cả cuộc sống chúng ta đều vui vẻ. Tức là cần con của chúng ta không có dây. Nguồn là một con nguồn wireless nhưng mà không có nguồn wireless đâu anh em ơi. Con này thì sẽ cần là 2 slot nên là mình sẽ dùng 2 slot. Em Eagle này thì mình nói thật với anh em là mình không khuyên anh em mua lắm. Nó giống như kiểu là MSI Ventus ấy, nó cũng sẽ có một cái chất lượng, tức là nó vừa đủ cho anh em dùng thôi, chứ chất lượng build của nó chưa được cao. Nếu mà anh em được sờ vào con Eagle này thì anh em sẽ để ý là backplate đây là nhựa. Đấy, là nhựa hết anh em nhá. Là nhựa đấy, tức là nó chỉ để cho đẹp thôi chứ không phải là có mục đích tản nhiệt hay cái gì cả. Vậy thì gắn cái cạc vào. Có vừa không? Cạc thì về kích cỡ là vừa anh em ạ. Về cạc thì kích cỡ là vừa. Nhưng mà về nguồn thì chúng ta không thể nói điều tương tự được. Nên là hãng không nên cho để là hỗ trợ nguồn ATX. Bởi vì nguồn ATX không thể nào gắn được. Không. Vậy là câu trả lời của mình là không gắn được anh em ạ. Nếu mà bây giờ mình gắn nhá thì cái cạc nó sẽ như này. Đấy. Tại vì là cái dây nguồn nó đẩy xuống quá nhiều. Quá khủng. Bây giờ thì mình không biết là xử lý thế nào. Trong mà mình hiện tại đang là câu chuyện là không lắp được con cạc này. Thì mình cũng lấy ra một con 2060. Tôi nhận ra là nó to ngang nhau. Nó cao ngang nó chả khác cái gì cả. Đấy. Thế là bây giờ mình mới bắt đầu là phải có đúng cái option thôi. Bây giờ mình không chuyển được sang nguồn modular. Bởi vì là trong phòng mình hết phòng nguồn modular rồi. Mà có một cái con 1000 cơ. Nhưng nó còn to hơn cả con 750 này. Cái đấy chắc chắn rồi. Thế là mình bắt đầu mình phải chuyển sang con 500 này. Xem cái kích cỡ như nào. Không, nhưng mà ít dây hơn anh em ạ. Ít dây hơn nên là dễ bẻ cong hơn. Con 750 thì nhiều dây quá nên là khó bẻ cong. Thì điều đấy là điều chúng ta phải chấp nhận thôi. Mình dùng con nguồn này mình cảm thấy được, dùng ổn. Thế nên là mình sẽ thay thế vào thôi. Còn chứ mình không khuyên anh em nên dùng con này nhá. Nếu anh em chạy vỏ gây này với con càng to như thế thì mình khuyên rằng anh em nên dùng con nguồn FFX. Khoảng tầm 2.7 triệu chúng ta đã được một con của Lenly rồi. 750W là cũng khá ok rồi. Và anh em có thể, theo như mình thấy thì chắc là gắn được vào đây. Chắc gắn vào đây. Hoặc là anh em mua cái gông đổi từ
Mùi không của Cooler Master ấy đổi từ ATX sang FX nhá. Bây giờ thì mình lại gỡ cái này ra. 2 hours later. Bây giờ là đây, tức là bây giờ giải thích cho anh em này là con cạc đúng không? Khi mà cắm vào máy ấy, thì nó sẽ có một cái khoảng trống trống ở đây. Đấy, bây giờ mà mình cứ cố gắng đẩy ngược lên cái dây nguồn lên thì nó kết quả vẫn sẽ hơi bẻ xuống này. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng đẩy con cạc, tức là đẩy cái dây nguồn ở dưới xong nó vòng lên. Đấy, thì nó sẽ thông minh hơn một chút. Nó sẽ không đặt cái điểm nặng ở trên cái con cạc mà nó sẽ đặt điểm nặng ở cái khóa PCIe này. Thì nó sẽ đỡ một tẹo, mình theo mình thấy là nó đỡ một tẹo. Không nhiều nhưng mà nó đỡ hơn tí. Để mình xem nó gắn rước như nào nhá. Đúng rồi, đỡ hơn hẳn đấy, đỡ hẳn, đỡ hơn rất nhiều đấy anh em ạ. Không hề có lực phản lại, không hề có lực bật lại, không hề có cái lực lủng gì cả. Nên là có thể gắn thoải mái rồi. Bây giờ thì sẽ cho dây nguồn vào này, đút lại RAM này và cho máy lên nhá. Mình cảm thấy rằng là có thể gắn được thêm một cái quạt nữa ở đây, nhưng mà mình nghĩ là không nên, bởi vì là nó quá chật rồi, nó thực sự rất là chật rồi. Và mình nghĩ là hiệu quả đi qua thông qua cái tấm mesh này thì cũng không cao lắm, thì là thôi nhá. Chứ lúc đầu là mình cũng có gọi là kit 3 fan Sickle Flow này. Đấy, kit 3 fan luôn này, đầy đủ luôn này. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là nó không đủ để chứa. Thế nên là thôi. Nếu mà anh em thích, anh em có thể mua một con quạt hình như đây là 92cm gắn vào đây là ok. Thì sẽ có thêm một chút airflow để cho chiếc tản nhiệt này vào. Có thể là đẩy ra hoặc để vào tùy. Cái con quạt này thì đang đẩy ra thì anh em, mình nghĩ là anh em nên đẩy quạt vào nhá. Một con quạt như thế đẩy vào. Nếu mà anh em biết ý, thì trên những cái con Cooler Master NR200 cũng có một cái quạt này tặng sẵn. Thì anh em có thể bóc fan ra hoặc là mua lẻ cũng được. Mấy con đấy thì chắc là cũng rẻ thôi, không đắt đỏ lắm đâu. Rồi, lắp dây main này. Về mặt 500W ấy thì con này cũng vẫn chơi được. Tại vì tính ra ấy, cả bộ máy này nếu mà lốt cả CPU lẫn cả GPU ấy, thì chắc rơi vào đó khoảng tầm 300-350 thôi, tầm đấy, chứ nó không cao quá đâu. Thế nên là 500W vẫn cân được thoải mái, chỉ mỗi tội đây không phải là một con 500W xịn mà mình recommend anh em dùng. Nó vẫn ok nhưng mà không phải là một con đáng để sử dụng anh em nhá. Đây, ok, phần dây trên này anh em chấm điểm ấy, ok chưa? Cũng ok. Với những gì mà mình đang có, một chiếc nguồn không modular, một chiếc nguồn không gì cả mà mình đi này là mình thấy cũng khá ok rồi, mình cũng đánh giá ok rồi. Đấy, tự chấm điểm 7 điểm. Rồi, bây giờ thì gắn nút cái dây cạc vào thôi. Rồi, dựng lên nào. Bộ máy trông rất đẹp đúng không ạ? Bây giờ nhưng mà cái công đoạn cuối cùng của chúng ta đó chính là lắp dây, lắp kính. Đây. Đẹp mê ly anh em ạ. Nào, bây giờ hãy cùng thử xem em hãy bật lên như nào nhá. Đây, bộ máy đã lên đèn rồi anh em ạ. Rất là nhỏ nhẹ và đáng yêu. Nhìn trông như kiểu là bé, nhưng là bé hạt tiêu anh em ạ. Tại vì trong này chứa rất nhiều sức mạnh. Chiếc quạt thì cũng đã được mình chỉnh lại một chút, bởi vì lúc này nó bị mắc dây anh em ạ. Nên là nó không chạy, nó chỉ sáng thôi. Nhưng bây giờ có một điều mà mình muốn hỏi anh em rằng là, thế bây giờ có con máy tính đúng không? Đem về quê thế làm gì? Chả nhẽ là tận hưởng bằng bộ não còn điều khiển bằng con tim à, đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ cần phải có những thứ khác. Đầu tiên là phải có một cái màn hình. Chiếc màn hình ViewSonic VG1655, đây là một chiếc màn hình portable. Đấy, và nó sẽ đem giúp cho anh em có thể đem đi lại được một cái màn hình khá là nhỏ thôi. Điểm mạnh của em màn ấy là nó sử dụng, đầu tiên là nó là một con màn có thiết kế chất lượng build rất cháy, rất khủng bố này, và có thể mở cái chân ra như là Surface vậy. Rất xịn đúng không? Thế, một điều nữa là nó sẽ sử dụng cổng USB-C để hoạt động, tức là anh có thể cắm bằng cục sạc hoặc là cắm trực tiếp cổng USB trên máy tính của mình luôn, không hề gặp vấn đề gì cả. Rồi, vậy là xong màn đúng không? Xong màn nhá. Tiếp theo này, để chơi được game thì mình sẽ cần đó chính là chuột và bàn phím. Thì bàn phím ở đây mình sẽ lựa chọn đó chính là chiếc EK621WV2. Đây là một chiếc bàn phím có 61 phím giúp anh em chơi game, và còn có cả em này kết nối USB-C nữa, nhưng nó không có Bluetooth. Nếu mà anh em có cắm thêm USB Bluetooth vào thì là có thể kết nối thoải mái mà không cần phải có dây. Đấy, nó sẽ đi kèm theo cả túi nữa để cho anh em có thể chứa và đem đi đem lại. Đây rồi. Đấy, ok luôn chưa? Mình chọn phiên bản Red Switch để cho nó bấm nó thích thú một chút. Nhưng mà cũng mình thấy cũng rất là hợp lý ấy. Đằng sau có công tắc để tắt bật này, để cho nó sáng lên và anh em có thể dùng bằng Bluetooth. Và hai món cuối cùng đó chính là một chiếc chuột. Không gì chuột gì nhỏ hơn mà hiệu năng cao như thế này. Đó chính là chiếc G304 đến từ Logitech. Tức là nhà ai cũng tin tưởng được. Và một thứ nữa đó chính là, bởi vì bây giờ vẫn chưa có Bluetooth
LL mà tức là low latency mà tốt ấy, thế nên là mình sẽ lựa chọn không dùng loại không dây mà không không có earbud nào có receiver hay là có cái gì cả. Thế nên là bắt buộc mình phải mua một con earbud tên là HyperX để giúp anh em có thể chơi game mà đem đi nhẹ nhàng, chứ ai lại đem headset to đùng đi làm đi về quê đúng không? Chỉ cần một con nhỏ nhỏ này thôi là đủ rồi. Bây giờ thì cùng mình cắm và trải nghiệm nhá. Ok, anh em nhìn trong quả setup có xịn này, bàn phím này, chuột này, màn hình này, PC này, đầy đủ, nó không thiếu gì cả. Mình còn đang dùng cái tấm tre của cái màn hình này là cái password cơ. Tiện nhá. Thì hiện tại mình đang ở trong BIOS. Thì tại sao mình vào BIOS? Đơn giản là để mình chỉnh một vài setting. Thì tại vì chiếc main này có hỗ trợ XMP, thế nên là mình cho phát lên là XMP2 đây, tức là 3600 đây anh em ạ, để cho nó lên mát mẻ, xịn xó nhất có thể. Đây 3600 nhá. Asus Performance thì đã bật rồi này, nhưng mà hiện tại nhiệt độ đang khá cao, khoảng tầm 43 độ C. Hơi cao một chút đấy. Thì cứ như thế thôi, mọi thứ đã xong rồi, bây giờ thì lưu và thoát ra ngoài thôi. Hiện tại đang bị không biết sao mà tự dưng không thấy có đèn LED RAM. Cái này chắc tí nữa mình phải tải phần mềm của Asus về để chỉnh xem như nào. Chứ con này là con có red, có LED đầy đủ nhá, không thiếu gì cả. Em màn hình này thì sẽ có một cái thứ nhất là nó có chân là một này, nhưng mà nó còn có loa nữa anh em nhá. Nếu mà anh em không thích thì anh em không có thích dùng tai nghe như mình để này thì anh em có thể dùng loa thoải mái. Còn không thì anh em cứ cắm tai nghe vào đây, một phát trực tiếp luôn, đỡ phải cắm ra đằng sau này. Ok, lên rồi, đẹp rồi. Nhìn trông rất là giống một chiếc laptop. Nhưng mà mỗi tội là form to hơn. Bây giờ thì cùng thử bật CSGO lên bắn xem là bao nhiêu FPS nhá. Và xem mức nhiệt độ bao nhiêu nữa. Rồi, hiện tại vào trong game đúng không? Chúng ta đã được là 60 FPS 60 độ ở CPU và cả màn hình đồng đều nhau. Bây giờ mình cùng thử vào gaming tí xem nào nhá. Mức FPS hiện tại ngoài lobby thì 700. Khá cao đấy, mình sẽ đánh giá khá cao. Nhưng bây giờ mình phải vào trong game nữa chứ. Xem như nào, thực sự như thế nào. Chiếc bàn phím này thì nó sẽ có một vài điểm bất tiện, đó chính là nếu mà anh em dùng thì nó sẽ bị thiếu các phím, tức là nó sẽ không có phản F này, nó không có BF pedal này, mà tất cả mọi thứ được tích hợp vào từng phím này và anh em phải dùng FN để truy cập vào những cái phím đấy. Và đặc biệt là những cái núm mũi tên này, anh em sẽ bấm FN hỏi chấm gạch này thì mới bắt đầu vào được cái chế độ mũi tên này. Còn không thì coi như là thôi luôn, mất luôn mũi tên luôn, chứ không phải là FN an hay FN control nhá, mà phải là chuyển sang chế độ anh em ạ. Mấy con này thì hơi phiền trong việc dùng bình thường, nhưng mà nếu mà dùng kiểu chỉ như này thì rất ok. Ok, hiện tại mức FPS của chúng ta là 200, 250, 260, khá là nhiều cho một chiếc máy tính chơi game ở miền quê. Ố chết rồi. Đấy. Nếu mà con màn này mà là 144Hz thì cháy nữa, nhưng mà khó mà kiếm được màn 144Hz gì lắm anh em ạ. Thực sự rất là khó. Bởi vì anh em phải hiểu là nó rất là hiếm, những tấm nền như thế nó hiếm hơn là so với cả những tấm nền to như này. Bây giờ mà bảo mình chế ra một con màn 144Hz mà 24 inch thì có được. Chứ 16 inch thì khó lắm, bởi vì phải kiểu. Rồi, hiện tại thì mức nhiệt độ cũng rất là mượt, nhiệt độ cũng rất là ok, 60 này, xung quanh 60 nó không cao hơn. Bây giờ thì tắt thử ra game khác đi xem nào. Ui, vào phát nhảy vọt lên, nó đang load 100% CPU rồi anh em ạ. Và CPU vào phát game này phát nhảy vọt lên 67 rồi, 67, 68, 65 rồi. Nói chung là xung quanh khoảng tầm 60. Đấy, nhưng mà để xem là nếu mà mình full load cả CPU lẫn cả màn hình nó như nào nhá. Ui, mức FPS của chúng ta. Đây đang load rồi. Mức FPS hiện tại có thể nói là 51 FPS. Và cả CPU lẫn cả màn hình đều load 100% luôn, có thể gọi là như thế. Lúc nãy vừa CPU vừa load 100%, bây giờ càng chỉ load 100% rồi. Và cả hai cái này đều đang ở mức khoảng tầm 62, 63 độ gì đấy. Mình đánh giá là khá mát đấy, thực sự khá là mát cho một PC bé tí như này. Thực sự khá là mát luôn theo tiêu chuẩn của mình. 60 mấy độ này anh em vẫn còn rất là nhiều khoảng trống để anh em có thể tăng lên cơ mà, không vấn đề gì cả. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Nếu mà anh em muốn về quê thì đây cũng là một lựa chọn rất tốt. Nó sẽ có những cái option gì tốt hơn so với cả máy tính, một chiếc laptop thì nhá. Bất lợi so với một chiếc laptop đi. Nếu mà anh em mua một chiếc laptop thì anh em sẽ được tiện lợi là không cồng kềnh như con máy này. Anh có thể đem đi lại dễ dàng hơn này, không cần phải nhiều dây như này để có thể bắt đầu chơi game này. Hay là có thể nói tới như là những cái vấn đề về cân nặng nữa. Vì chắc chắn rằng cả cái con máy tính này nặng hơn một chiếc laptop gaming khá nhiều đấy anh em ạ. Nhưng ngược lại thì những lợi thế của một chiếc máy tính như này nó lại cũng có nhiều vô cùng. Anh em không chỉ dùng máy tính này như một chiếc laptop mà anh em dùng này như một chiếc PC
thực thụ luôn nhá, không phải một chiếc laptop. Anh em sẽ không bị giới hạn bởi lượng RAM anh em có thể lắp, không bị giới hạn bởi lượng cạc anh em có thể lắp, không bị giới hạn bởi nguồn anh em có thể lắp, không bị giới hạn bởi nhiệt độ anh em có thể lắp. Bởi vì như anh em vừa thấy đấy, nó chỉ khoảng tầm 60 tới 70 độ C là cao lắm thôi. Điều đó khiến cho đây trở thành một cái option cực kỳ hợp lý nếu mà anh em muốn hôm nay mình ở đây, ngày mai mình ở kia nhưng vẫn tận dụng 100% hiệu năng của một chiếc máy tính, thì chiếc PC Portable này là một sản phẩm cực kỳ là tuyệt vời. Nếu mà anh em muốn, anh em hứng thú với những sản phẩm đấy thì anh em thể check dưới đường link mô tả nhá. Hà còn cho mình có hết. Anh em qua thấy Hà là mua luôn được ngay bộ này trong phút chốc luôn, chỉ một TikTok luôn. Nhận được phần quà gì thì quà nhờ bố mẹ qua đây mua luôn nhá. Rồi thì cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em tại video khác nhá.